Dạ con xin chào cô chú các bác anh chị nha. Thì hôm nay đến với kênh ăn LTK bonsai. Thì cháu có là về được một số cây trang trang vàng lá nhỏ. Phôi nha cô chú với một số cây sâm trái và ba cây trang tàn lớn nha cô chú. Trang tàn lá nhỏ xưa hồi xưa nha cô chú. Với con về được một cây nguyệt quế thành phẩm. Nói chung cây này là tháo dây hết rồi cô chú ơi, cứng rồi. Với một cây bằng lăng ha. Đó, cây bằng lăng thì ở ngoài đó thì có gì con quay nhện quay quay sau ha. Rồi con không làm mất thời gian thì con xin vô cây số 1 đi, con vừa nói con đọc địa chỉ và con đọc số điện thoại con luôn ha. Mã số 1 á thì là trang vàng lá nhỏ. Đó. Số điện thoại của cháu là 0939707168. Số thứ hai là 0939666045. Hai số đều là Zalo của cháu nha. Ví dụ như con có đọc lẹ quá thì con nhờ anh chủ kênh á, ảnh in trên cái tiêu dưới cái tiêu đề á, cô chú xem giùm con ha. Rồi con vô xin phép vô cây mã số 1. Trang vàng lá nhỏ ha. Rồi con đo thông số. Chiều cao là 32. Cây này củ khá là đẹp nha cô chú. Hoành tại chí là 21 ha. Cây cái củ rất là đẹp ha. Đó. Hàng tre bonsai để bàn nha cô chú. Mã số 1 trang vàng lá nhỏ này cháu xin giao lưu của cô chú là 450.000, cháu bao phí ship toàn quốc ha, chương trình cháu vẫn là bao phí ship nha. Tiếp theo là mã số 2, cũng là phôi trang vàng lá nhỏ, địa chỉ của cháu là ấp Tân Lập, Bình Tân, Vĩnh Long. Số điện thoại của cháu là 0939707168. Số thứ hai là 0939666045. Hai số đều là Zalo. Nhiều khi giờ này cái có hơi bị ồn á, tiếng hơi ồn, cô chú thông cảm giùm con ha. Hơi bị ồn tí xíu. Rồi chiều cao là được 37. Cái hoành tại vị trí này là 24. Cây có củ rất là đẹp nha cô chú. Mã số 2 này cháu xin giao lưu với cô chú là 500.000, cháu bao phí ship toàn quốc. Cây rất là đẹp. Cháu xin phép đổi cây mã số 3. Tiếp theo là mã số 3, cũng là phôi trang vàng lá nhỏ. Cây củ đế rất là đẹp luôn. Cháu chưa khai thác xuống hết nha. Về cô chú có khai thác thêm ha. Mấy cọng đế bự rất là to nha cô chú. Trang vàng lá nhỏ nha. Tổng cái chiều cao là 35. Cái hoành là 20 tại vị trí này nha. Cái củ thì khắc rất là to. Con cắt nói chung thì con cắt con trừ hao ha. Về thì cô chú cắt lại ha, cắt giật lại thêm. Rồi mã số 3 này cháu xin giao lưu với cô chú là 450.000 luôn, cháu bao phí ship toàn quốc. Tiếp theo là mã số 4. Nguyên một củ luôn nha cô chú, trang vàng lá nhỏ ạ. Cây này về cô chú chơi cây bài vẫn được. Cô chú về muốn chơi cây bay vẫn được nha. Con muốn để gì cô chú muốn chơi chuyển dáng sao chuyển. Cây nguyên bệ đế luôn, chiều cao 30. Cái hoành củ đặc này là 26. 26. Cây rất là to. Rồi mã số 4 này cháu xin giao lưu cô chú là 550.000, cháu bao phí ship toàn quốc ạ. Tiếp theo là mã số 5. Một phôi trang vàng lá nhỏ tiếp theo nha. Cây cũ rất là nở, đế thì đều nha. Đế thì chảy đều. Cây thì con cắt trừ hao cho cô chú. Cô chú về có cắt lại thì cắt nha. Chiều cao là 28 ạ. Hoành là 21 ạ. Mã số 5 có giá là 450.000, cháu bao phí ship toàn quốc. Tiếp theo là phôi trang vàng lá nhỏ, mã số 6. Cũng là phôi trang vàng lá nhỏ luôn. Dạ cây này cũng chơi cây bay được ạ. Về cô chú cũng chuyển dáng chuyển ha. Đó. Chuyển dáng ha. Tại vì con bứng thì thường thường con bứng con để cái bầu thẳng đứng không à. Về cô chú chuyển dáng giùm con. Chiều cao là 23. Cái củ đặc là 25. Cái hoành là 18. Mã số 6 có giá là 400.000, cháu bao phí ship ạ. À. Tiếp theo là mã số 7. Cũng là phôi trang vàng lá nhỏ. Những này cháu chưa làm vệ sinh đế sạch nha cô chú. Đế rất là to, rất là bự nằm trong nha.
về cô chú vệ sinh lại giùm con. Con không có thời gian con làm. Cây này che cây bay cũng đẹp luôn. Chiều cao là 34. Cái hoành là 21. Mã số 7 này có giá là 450.000, cháu bao phí ship toàn quốc. Cháu lên cái lô chăn vàng này rất là rẻ nha cô chú. Con lên mấy đợt rồi thì nói chung thì con lên bao nhiêu cũng hết nha cô chú. Đó, thì về cô chuyến này cô chú có xem thì chốt lẹ lẹ giùm cháu nha. Chần chờ cái hồi khách chốt hết trơn rồi hồi cô chú điện lại khách chốt và uổng lắm. Cao là 28. Cái hoành cũ tại vị trí này là 23. Đó. Rất là to, rất là giót nha. Về cây này cô chú cắt giật lại, cây này chơi bonsai đẹp dữ lắm. Rồi mã số 8 này có giá là 500.000, cháu bao phí ship toàn quốc. Cây này về cô chú cắt giật lại đẹp lắm. Tiếp theo là mã số 9. Nguyên một bệ đế luôn nha cô chú. Trang vàng lá nhỏ. Chuyến này con lên trang vàng là toàn là phôi không nha cô chú, không có trang đỏ nha. Chiều cao 30. Cây nguyên một củ rất là giót cây. Cái hoành là 24. Đế chảy đều nha cô chú. Đế rất là đều. Rồi mã số 9 có giá là 500.000, cháu bao phí ship toàn quốc 500.000. Tiếp theo là mã số 10. Trang vàng lá nhỏ. Cây củ đế, đế rất là to nha. Đây, cô chú nhìn đế nè. Cọng bự bự không. Bên đây cũng vậy nè. Cha tại vì cháu không có thời gian khai thác, cháu chỉ xử lý hơi thôi. Tổng cái chiều cao 27. Cái hoành là 21 tại vị trí này ạ. Củ rất là to luôn. Mã số 10 có giá là 550.000, cháu bao phí ship toàn quốc nha cô chú. Tiếp theo là mã 11. Cũng là phôi trang vàng lá nhỏ luôn. Cây rất là đẹp. Cây này về cô chú chuyển dáng chơi cây bay nha. Hạ cần xuống rất là đẹp luôn. Chiều cao là 33. Cái hoành là được 22. Mã 11 có giá là 600.000, cháu bao phí ship toàn quốc. Tiếp theo là mã số 12. Phôi trang vàng lá nhỏ. Cây cộng đế rất là to nha. Đế nằm ở trong nè, cục cục ở trong nha cô chú. Cháu hỏi rảnh cắt được mấy cọng rễ này luôn nè. Tổng cái chiều cao là 33. Tại vị trí này là được 23. Mã 12 có giá là 500.000, cháu bao phí ship toàn quốc. Tiếp theo là mã số 14, ủa 13. Nãy là mã 12, giờ là mã 13. Cây bệ đế rất là đẹp luôn. Nguyên một củ nha cô chú. Củ đế rất là đẹp. Chiều cao là 22. Cái hoành tại vị trí này là được 24. Cây quá trời cái củ. Mã 13 có giá là 650.000, cháu bao phí ship nha. Những cây về cô chú cắt giật lại chơi rất là đẹp luôn. Sau này có giá trị nha cô chú. Mấy cây phôi này về thì cô chú muốn ghép cây gì cũng được ha. Lựa mấy bông trang giống mới ghép vẫn đẹp nha. Tại vì cái vàng này thì nói chung cũ đế đẹp. Mà cái giá này nói chung thì cũng rất là mềm nha cô chú. Cô chú dễ chơi ha. Về ghép lại. Chiều cao là 23. Hàng bonsai để bàn. Cái hoành tại vị trí này là 23. Cây rất là đẹp luôn. Mã 14 có giá là 600.000, cháu bao phí ship toàn quốc ạ. Tiếp theo là mã số 15. Cây rất là đẹp. Chiều cao là 19. Cái hoành tại vị trí này là được 18, gần 19 nha cô chú, con tính 18 nha. Gần 19 luôn. Đế nè, cô chú nhìn cộng đế rất là to. Mã 15 có giá là 500.000, cháu bao phí ship toàn quốc. Mã 15 có giá là 500.000. Tiếp theo là mã số 16. Nhiều khi con quay nó hơi lẹ tí xíu, cô chú xem không rõ thì có gì kết bạn Zalo với cháu nha. Cháu sẽ chụp hình gửi cho cô, chụp lại cho cô chú xem lại.
Số điện thoại của cháu là 0939 707 168. Chiều cao là 27. Tại vị trí này được 20 nha cô chú, 20. Số thứ hai là 0939 666 045, hai số đều là Zalo luôn. Nhiều khi con đọc lẹ quá thì cô chú thông cảm giùm cháu, cháu sẽ in với tiêu đề nha cô chú. Rồi, mã số 16 này có giá là 450.000 cho bao phí ship toàn quốc. Tiếp theo là mã số 17. Những cây về cô chú cứ cắt đế ha, cộng đế còn ở dưới rất là nhiều nha cô chú. Mã số 17. Chiều cao là 22. Cái hoành là 19 nha cô chú, tại vị trí này nha. Mã 17 có giá là 400.000 cho bao phí ship toàn quốc. Tiếp theo là mã số 18. Phôi trang vàng lá nhỏ. Cây thì đế rất là đẹp, cây già, cây nha cô chú, cây rất là già nha. Chiều cao là 25. Cái hoành là 20. Nguyên một củ luôn nha cô chú, rất là đẹp nha. Mã 18 này có giá là 450.000 cháo bao phí ship toàn quốc. Tiếp theo là mã số 19. Cây này thì cũng nguyên một bệ luôn. Cây này chơi bonsai lùng lực khá là đẹp. Nữa cô chú giót tàn lên ha, về cô chú muốn ghép loại bông gì cũng được. Cây chơi mặt tiền quá đỉnh luôn. Chiều cao là 19. Cái này con đo tổng cái hoành gì nha cô chú, tại nó dính hai cái chi nó sát quá. Nó tại vị trí này được 29 nha. Hai cái chi nó hơi sát cho nên cháu tính theo cái vị trí đi. Mã số 19 này có giá là 650.000 cho bao phí ship toàn quốc. Cây về cô chú chơi bonsai đúng chuẩn lùng lực luôn. Tiếp theo là mã số 20. Phôi trang vàng lá nhỏ. Đó, cây này nữa về cô chú cứ đi hình tam giác lên ha. Chiều cao là 21. Về mấy cây này cô chú ghép rất là đẹp. Hoành là 21 luôn. Rất là đẹp cây. Mã 20 này có giá là 550.000 cho bao phí ship toàn quốc. 550.000. Tiếp theo là mã số 21. Mã số 21. Con có 4 cây nè, còn có lá nha cô chú. Tại vì con để ra nắng thì nó hơi bị cháy lá nhẹ tí xíu, nhưng mà nó đâm tược lại thì nó thần lệ lại ha cô chú. Về cô chú cứ để ngoài nắng luôn bình thường. Đó, nó đâm tược lên lại là cái lá nó bình thường lại ha. Nè, cô chú nhìn đây, đó. Cây thì đế rất là đẹp nha. 4 cây trong chậu này về cô chú cứ để nguyên gì nha. Tại vì cái này cái mặt phân này phân mới, hạn chế tưới nước giùm cháu, đế rất là đều nha. Chiều cao là 25. Cái hoành tại vị trí này là 24. Đế cô chú nhìn nó chảy đều. Mã 21 này có giá là 550.000 cháu bao phí ship toàn quốc. Tiếp theo là mã số 22. Tại cây trong nhà cháu để ra ngoài nắng nó ra tược non, cháu để ra nắng nó hơi cháy lá nhẹ chút xíu, nhưng mà không sao. Về cô chú bây giờ là ra là về là để ngoài nắng luôn vẫn được. Chiều cao là 24. Cái hoành là 21. Mã số 22 có giá là 400.000 cho bao phí ship toàn quốc. Cô chú nhìn cái độ già của cây của chú biết ha. Tiếp theo là mã số 23. Mã số 23, cây nguyên một củ luôn. Mã 23. Tổng chiều cao là 24. Cây này rất là nở nha cô chú. Chiều cái hoành là được 17 tại vị trí này. Mã 23 này có giá là 400.000 cho bao phí ship toàn quốc. Tiếp theo là mã số 25. Ở dạ cháu xin lỗi, mã 24. Mã 24, một cây tàng đa. Cây thì đang cho lên tược, sống rất là khỏe. Chiều cao là 22 tới mặt bầu.
cái hoành là 22 luôn, tại vị trí này. Mã 24 này có giá là 400.000, cháu bao phí ship toàn quốc. Tiếp theo là cháu lên cặp sam trái. Mã số 25. Con cũng cảm ơn cô chú đã ủng hộ những cái lô sam trái và lô trang vàng xưa giờ hổm gài của cháu nha. Nhỏ nhỏ bơi, con quay clip cái bơi. Nhỏ nhỏ bơi. Dạ, tiếp theo là mã 25. Là sam trái nha cô chú. Đó. Hàng này con mới đem về. Chiều đổ của nó là được 36. Cái cũ tại vị trí này là 12. Nó cũng giống như mấy lô được rồi nha cô chú. 11, 12, 13, 10 cũng có. Mã số 25 có giá là 600.000. Cháu cũng bán đồng giá giống như mấy cái lô vừa rồi nha cô chú. Hàng sam trái này bây giờ hiện tại đang hút rất là hút nha cô chú. Cây cũ rất là đẹp. Tổng cái hoành cũ là được 13, gần 14 nha, con tính 13. Cũng có giá là 600.000. Cái lô sam trái cháu vẫn bán đồng giá là 600.000. Ủa con đo chiều đổ chưa? Chưa phải không? Lo nói chuyện của anh đo. Chiều đổ là được 36. Có cây thì hơi ngắn chút xíu nha cô chú, 33, 32. Thì về cô chú cứ lượng theo cái chơi cặp thì cô chú cắt giật lại ha. Tại vì cái này nhiều khi cháu cắt là nó không có được điều hung. Mã số 27. Cũng là sam trái. Tổng cái hoành cũ là 12. Cái đổ là được 35. Cũng có giá là 600.000 cho mã số 27. Tiếp theo là mã số 28. Cũng là sam trái luôn. Cây cũ rất là quái co lắc nha. Thân thì rất là co lắc luôn. Chiều tổng cái chiều đổ là 39. Cái cũ tại vị trí này là 15. Cũng có giá là 600.000, cháu bao phí ship toàn quốc. Mã số 28. Tiếp theo là mã số 29. Mã số 29 à. Cũng là một cặp đổ luôn. Tổng cái đổ là được 32. Cái hoành cũ là được 10, gần 14, con tính 13 nha cô chú. Cũ rất là đẹp. Cũng có giá là 600.000 cho mã số 29. Mã số 30. Tiếp theo là mã số 30. Con để thằng chà gì, ví dụ về cô chú cắt lại giùm cháu nha. Đó, con để gì cô chú về muốn cắt thì cắt. Cái này nó hơi khó đo con. Cái này hở nè. Này hở dễ đó, dễ sọt. 13 nha cô chú. Cái đổ là 37. Cũng có giá là 600.000 cho mã số 30. Tiếp theo là mã số 31. Mã số 31. Tổng chiều đổ là được 24. Cái hoành là con tính 14 nha cô chú. Tại vì nhiều khi nó hơi cắn mấy cái này chút xíu, con tính 14. Cũng có giá là 600.000 luôn. Mã số 31. Tiếp theo là mã số 32. Mã số 32. Tổng chiều đổ là được 29. Hoành là 11. Cũng có giá là 600.000, cháu bao phí ship toàn quốc.
Tiếp theo là mã số 33. Hàng co quái rất là lắc lượng, rất là đẹp. Chiều đổ là được 26. Cái quanh cũ là 13. Mã số 33 cũng có giá là 600.000. Sam trái này thì nó giống như những cây bùm sụm, cũng ra trái cũng giống giống vậy nha cô chú. Bùm sụm trà phúc kiến, rồi là nói chung là nó cũng là mà giống như một họ vậy đó. Với cây gì cô chú ngoài Bắc cũng có chơi nhiều nè. Nó cũng Hải Châu rồi nó cũng có trái cũng từ tựa vậy đó. Cái lúc mà sống nó màu xanh, nó chuyển qua vàng rồi cam rồi tới đỏ nha cô chú. Nó ra 4 loại màu, chiều đổ là được 31. Này nó hơi cắn quá, cháu hơi khó đo chút. Con hạo thôi ha. Cái này 17 tại nó cắn quá thì nó tầm khoảng chừng 13, 14 gì cô chú ơi. Tại nó hơi cắn tí xíu. Thì nó cũng na ná nhau vậy, trồng một thời điểm. Mã 34 cũng có giá là 600.000, cháu bao phí ship toàn quốc. Tiếp theo là mã số 35. Mã số 35 cũng là một cây sam trái, chiều đổ là được 30. Tổng cái cũ này được 16. Mã số 35 cũng có giá là 600.000, cho bao phí ship toàn quốc. Tiếp theo là mã số 37. Ở 36 cháu xin lỗi ạ, mã số 36. Xong cây này cháu lên tiếp tục lên cây Nguyệt Quế nha cô chú. Cháu lên Nguyệt Quế nha. Ở nãy lên cây tới cây nào vậy em? Cây nào cũng được. Dạ, tiếp theo cháu lên Nguyệt Quế thành phẩm. Chiều đổ là được 37. Cháu có một cây Nguyệt Quế thành phẩm mới đem về luôn nha cô chú. Cây tháo dây hết rồi. Hoành là 13. Mã số 36 cũng có giá là 600.000, cháu bao phí ship toàn quốc. Rồi tiếp theo là cháu lên Nguyệt Quế thành phẩm. Để lên cao đại đi anh, nhẹ mà, cái chậu nhẹ. Chậu nhẹ mình ghim được. Rồi, xuống đi. Được. Xuống đi, buông đi. Được, em cứ để đi, em vừa gì vậy? Tại vì em biết mà, em biết cái này. Nó có ngã thì em chịu lại. Nó có ngã thì em chịu lại được, tại vì chậu này cũng nhẹ. Nguyệt Quế thành phẩm nha cô chú. Cây rất là đẹp luôn. Cây Nguyệt Quế mà cô chú biết là nuôi một cái chi gì rất là lâu nha, nó mới được một cái chi nhỏ như vậy nha. Thân thì lắc lượng nha. Về cô chú thay chậu. Cây này thì cháu không có ship chậu nha cô chú, cháu bó bầu cho cô chú nha, cho nó an toàn, chắc chắn an toàn hơn. Đó. Về cô chậu tha, cô chú thay chậu mới lên, cái cây nó rất là đẹp. Một cái chi gì cô chú nuôi là tầm khoảng chừng 7-8 năm ăn lên nó mới được cái chi gì, có khi hơn nữa nghe cô chú. Rất là to, to hơn con cái còn nhiều nha. Đó. Mà bẻ quay nhà ông gì rất là lâu rồi, lâu mới săn được cây thành phẩm như vậy, lùng lực đẹp như vậy nha cô chú. Cái mặt cắt thì hình như là muốn bít hết rồi nha cô chú. Đây mặt cắt trên đầu nó muốn bít này nha cô chú, nó còn cỡ ngón tay cái con này, rất là to ha. Cốt cạnh quai nhạo nè cô chú nhìn. Về này thay chậu vô cái đẹp, rất là đẹp. Mã 37 nha cô chú. Rồi cháu xin phép đo thông số. Cái hoành tại vị trí này là 25. Đó, 25. Cây rất là đẹp luôn. Cây này cháu năn nỉ ông chú vườn rất là lâu rồi nè. Chiều cao là được 58.
chia cái tán ngang là được 97. Cây này cháu năn nỉ chú vườn lâu dữ lắm mà con mua giá cũng hơi cao, tại vì cái cây mà nuôi gì rất là lâu, nguyệt quế nó rất là khó nha cô chú, nó rất là khó. Mà nuôi được cây gì thì nói chung là ổn rồi. Mấy ngỗng này. Rồi mã số 38 này thì cháu xin lỗi, mã số 37 nguyệt quế này cháu xin giao lưu với cô chú là 10 triệu nha, 10 triệu đồng chẵn. Cái này cháu đóng kiện cho cô chú nha. Một cái cây nguyệt quế mà bứng lên phôi gì mà nuôi gì là tầm khoảng chừng mười mấy năm mới được như vậy nha cô chú. Rồi 10 triệu nha. Rồi cháu xin phép xuống cây. Qua đây luôn đi, trả lại ngược lại chúng nó đi. Lên cây trang. Hai anh ginh nổi cái bằng lăng không? Ra đây luôn, quay đi luôn. Ở đây luôn nè, anh lên nè. Xong rồi anh nè. Cây hơi nặng cô chú thông cảm giùm cháu. Lấy cây thước về nha. Qua em, qua. Rồi ok, xuống. Rồi. Qua em chút, ngay đây nè. Chưa. Vô nhà chút rồi. Nhẹ nè. Thôi. Không có quất. Rồi. Vậy. Dính tiếp. Tiếp theo là cháu lên cho bằng lăng nha cô chú, tại cái nền nó hơi nghiêng. Cái ngỗng này chắc bữa nào cho nó vô trong nồi quá. Bực nó lắm rồi đó. Phải lần quay clip là nó quậy quá. Cây nguyên hình thú luôn nha cô chú. Đây nhìn cô chú nhìn nè, nó nổi nè. Xệ chân ha. Xệ chân rồi, mà cắt thì cô chú thấy nó kéo rất là mạnh nha. Cây hình thú ha, rất là già cây mà cắt rất kéo rất là mạnh nha cô chú. Nhờ ông anh ông vịnh tiếp mới được, để cái nó hơi nặng. Cây này thì cháu ship được toàn quốc cho cô chú nha, nhưng mà cháu xin rút chậu. Cái cây này phí ship mà toàn quốc thì cái giá nó hơi cao nha. Rồi cháu quay qua vòng nữa đi, rồi cháu đo thông số cho cô chú tham khảo. Rồi. Cái hoành tại vị trí này là 56. Đó. Tổng chiều cao là được 86. Kéo cái tán ngang mềm cái lụng. Đó. Tổng tán ngang của nó là được 1,5 m nha cô chú. 1,5 m. Đó. Rồi. Đo tổng cái bề đế. Tổng bề đế 1,5 m nha cô. Ố 1,4 m nha cô chú. Cây rất là đẹp. Nguyên hình thú nha, cây cũng liền lạc lắm nha cô chú. Rồi nguyệt quế, ủa cây bằng lăng mã số 38 này cháu xin giao lưu cô chú là 11 triệu nha. 11 triệu. Rồi cháu xin phép xuống cây. Bỏ đại dưới đi. Xuống. Bỏ đại luôn đi, bỏ đại dưới đi, hồi chim sao. Bỏ đại dưới đất đi. Rồi. Tiếp theo là cháu lên, hai anh ginh cây đó lên đi. Tiếp theo cháu lên bông trang nha, ba cây trang tàn. Đó. Ba cây trang tàn nha cô chú. Cây trang này trang xưa, trang lâu năm nha cô chú. Cây này thì cháu xin bao ship cho cô, ba cây trang tàn này cháu xin bao ship cho cô chú 200 cây số nha. Cây bệ đế rất là khủng. Đây cháu đếm được mấy cốt. 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10 cốt. Được 10 cốt nè cô chú. Cây tàn thì cháu không có mồi nghe cô chú. Rồi cháu đo thông số cái đây rồi cháu xin nhờ anh quay lại cái. Tổng nguyên cái hoành của nó là được 113. Cháu đo hạo 1-2 cây thôi nha, hai cây cốt chủ đó. Cái hoành là được 15. Rồi cái nhánh nhỏ nhất để cháu đo cái cốt nhỏ nhất nó được 8. Bự nhất 15, nhỏ nhất được 8 nha. Con xin phép đo chiều cao. Con chiều cao thì nó hơi hảo đi xíu, nó chênh lệch. Ví dụ như có chút xíu cũng không sao nha cô chú. Nó tầm khoảng chừng 2m2 đó cô chú ơi. Tới mặt bầu nha. Né chỗ nào, đang quay tiếp. Cái tán ngang nó là 2m5 nha cô chú. Cây rất là xum xê bông nha. Cây này thì cháu mới bứng về, nhưng mà cây rất là tỉnh nha. À, cô chú nhìn bông nè, bông hồi sáng là kẹo hết, kẹo bít hết trơn luôn. Rồi cây mã số 39 này cháu xin giao lưu với cô chú là 19.500.000 nha, cháu bao phí ship 200 cây số. Những cây cháu đi xe tải không nghe cô chú, cây cháu đi xe tải nha. Rồi tiếp theo cháu lên mã số 40. Mã số 40 nha. Đó. Cây rất là già nha cô chú. Cây này bể đế cứng ngắc nha. Cây này có đế luôn. Cô chú nào có chốt chút 3 cây luôn nha, cháu đi xe tải luôn. Đó. Rồi để con đo thông số đi rồi con nhờ anh quay lên vòng sau. Hoành tại vị trí này là 17 nha cô chú. Ra cây này. Cây giữa là 15 nha cô chú. Thấy không ạ? Nè, 15 nha cô chú. Rồi con đo cốt thứ 3. Cốt thứ 3 là 16 nha cô chú, 15 16 17. Cây có đế đều nha cô chú. Cây rất là già lâu năm, cái này là nguyên khối cứng ngắc nha. Nguyên bệ luôn. Nói chung những cây trang gì là hàng nói chung giờ cũng rất là hiếm nha cô chú. Rất là hiếm nha. Rồi con xin phép đo cái chiều cao. Cái chiều cao nó tầm khoảng chừng con hạo thôi nha cô chú. Tầm khoảng chừng 1m9 đó cô chú ơi. Đây hạo nha. Tại những cây này thì nói chung là chiều cao tán ngang thì nó cũng không có chênh lệch tí xíu không sao. Quan trọng là cái hoành đo chính xác mới được nha. Cái tán ngang thì nó tầm khoảng chừng 1m9. Quan trọng là cái hoành nó mình đo chính xác là được, còn cái tán ngang với cái chiều cao thì mình hạo cho cô chú dễ nhận biết cái cây đó ha. Rồi mà mã số 40. Mã số 40 này con xin giao lưu với cô chú là 17 triệu nha. 17 triệu. Cô bao ship 200 cây số nha. Cô chú nào có chốt chút 3 cây luôn nha. Rồi con xin phép đổi cây ha. Xuống. Ghim cây đó vô luôn được không? Ghim vô. Ghim. 1 2 3. Rồi ok. Rồi tiếp theo là mã số 41. Đó. Cô chú nào có chốt 3 cây nha. Con đi một chuyến xe tải luôn.
Rồi cháu xin phép cháu đo thông số cái đây rồi, rồi cháu sẽ quay lại vòng cho cô chú tham khảo. Cháu đo ba thăng luôn ha. Tại thời gian nó hơi dài tí xíu. Hoành tại chí này 14. Thăng giữa là 20. Tại chí này là được 13. Cái chiều cao nó cũng khoảng chừng 1m7 cô chú ơi. Tán ngang nó cũng khoảng chừng 1m7 luôn. Cái chiều cao với tán ngang thì con hào hạo nó ví dụ như nó trên là 1-2 tấc là bình thường nha cô chú. Quan trọng là mình đo cái hoành cho nó chính xác thôi ha. Rồi cây mã số 41 này cháu xin giao lưu với cô chú là 8 triệu nha. Cháu bao phí ship 200 cây số ha. Ví dụ cô chú nào ở xa thì có gì liên thương lượng với cháu ha. Có thể cháu gửi đi xa được. Cháu gửi đi xa được thì cháu gửi. Rồi cuối clip thì con xin chào cô chú các bác anh chị nha. Thì có xem kênh nhớ ủng hộ cho kênh và ủng hộ cho con. Chân thành cảm ơn cô chú rất nhiều. Cháu xin chúc sức khỏe cô chú các bác anh chị nha. Dạ cháu xin hết ạ.